She asked me, really, do you love me? I said, yeah, 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 yeah. She asked me, really, do you love me? I said, no, 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 no way, ho. Hi, chào các bạn. Trong chuyến đi lần này thì mình sẽ dẫn mọi người đi Cô Tô cùng gia đình mình nha. Two hours later. Mọi người ăn ở nhà hàng ngay cạnh cảng Cái Rồng nên khi ăn xong thì mình đi ra tàu để đi ra Cô Tô. Tiếng lênh đênh ở trên biển thì cuối cùng bọn mình cũng đã đến được là Cô Tô. Và đây là mình đang đứng chụp ảnh cho bố mẹ. Tại vì nước ở đây nhìn rất là trong, nhìn trong video đã thấy là rất là đẹp rồi. Và lúc này thì mình đang di chuyển để đi ra xe điện và sẽ nhận phòng tại khách sạn. Đầu tiên là mỗi video nào sẽ là review phòng đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ review căn phòng ở nhà mình sẽ ở. Đây là chiếc tủ để đồ quần áo. Và đây chính là chiếc view này. Nước trong xanh luôn. Và cái view này nhìn buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp. Wow, mình không nghĩ là cái nước lại đẹp như thế này luôn ấy. Chắc là do một phần là nắng hắt vào. Còn đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì cũng không có gì, khá đơn giản. Có một cái gương để soi outfit và make up đánh răng các kiểu. Bên cạnh là nóng lạnh này, vòi hoa sen này. Thế thôi, không có gì cả, nói chung là cũng được. Lord, I'm separated. I'm living life for you. I lay my life down at your feet for your use. Come purify my heart, clean up my mind, so I can live a life that's pleasing to you, a life that is poured out for you.
Mình thích đi biển nhưng không thích tắm biển lắm, nên là mình ngồi trên bờ trông đồ cho mọi người thôi và ngắm mọi người tắm biển. Bây giờ là hoàng hôn buông xuống rồi và trời đang bắt đầu tối dần. Nhìn những dải mây màu hồng rất là đẹp. Và tối nay thì bọn mình có ăn ở nhà hàng ngay cạnh bờ biển này luôn. Ăn tối xong thì mọi người đi xe điện để về. À, mình giải thích tại sao ở đây mọi người chỉ đi xe điện thôi. Tại vì là đây là đảo nên là không có ô tô gì đâu. Và tất cả mọi người đều di chuyển bằng xe điện hết. Hôm nay là ngày thứ hai rồi và gia đình mình đang đi bộ ra quán phở ngay dưới khách sạn mình ở. Có view ra biển rất là đẹp, giống như kiểu là hôm thao cha cha vậy. Và mình đang đi bộ sau bố mẹ. Và đây là quán ăn sáng, nhìn cũng khá là nhỏ thôi nhưng mà nhìn khá là thoáng tại vì là ngay cạnh biển. Và đây là bát bún mà gia đình mình gọi là bún hải sản. Mẹ mình ăn ngon quá nên là gọi thêm bát nữa và bố mẹ mình cùng ăn. Và cũng khá là đầy đặn, có tôm, mực, chả và có cả gạch cua nữa hay sao á. Dưới chân có tận ba con chó mà chó ở đây to dã man luôn. Nhìn này, như ba con lợn vậy luôn á. Last night it was different. It was you and I and faded television. I'm not in love with you, but if I was, here's what I'd do. Here's what I'd do. If I was in love with you, torn up sheets, all the feathers. There's a picket fence somewhere, nothing better. A dose of Chanel perfume and coffee in the afternoon. You weigh your head to the side, flip it in the mirror until you get it right. My pillow's in the shade. Sau khi chụp ảnh xong ở bãi đá thì mọi người di chuyển ra tượng đài Bác Hồ ở đây. Và cái tượng đài này đằng sau có một cái ngôi chùa và mọi người vào trong đó hay thắp hương. Đấy thì đoàn nhà mình di chuyển đến ngọn hải đăng. Ngọn hải đăng này thì nằm ở trên một cái quả đồi, nó cũng khá là cao nữa. Và đi bộ lên chắc là tầm vài cây. Và bọn mình đã thuê xe máy để di chuyển lên đó. Thì mỗi xe sẽ chở một người thôi và mỗi người là 30.000. Say all the best and making money, and money rules the world. Your freedom is one thing. Quán ăn này nằm ở ngay khách sạn mình ở. Nói thật thì mình cảm thấy đồ ăn ở Cô Tô không được ngon lắm, có thể là do nhà hàng hoặc là do cách chế biến. Nhưng mà được cái thì view rất là đẹp, nhìn ra biển này. The people who died to kill.
for the sun and we're shining over a mansion on the hill. Có nhớ cái bãi tắm mà sáng mình ăn sáng xong ngồi ở ngay đấy là có một cái bãi ra tắm biển không? Thì đây chính là cái bãi tắm đấy. Đó là ngay khách sạn Huỳnh Ó ấy, nên là đi một cái là ra đến luôn. Mình lại không tắm táp gì đâu, mình chỉ ra đứng chụp mấy bức ảnh xong rồi đi về thôi. Tại vì là mình không biết bơi nên là với lại nó cũng rất là nắng. Ra sống ảo thôi các bạn ạ. Money ain't the sweetest when you're bleeding. Sugar free walking down the aisle. No, we could do without the plastic surgery. Ground jewels agree, death is guaranteed. Let's guess the end of assassination on the hill. Calling at your will, looking at your bill. Any last regret? Tối nay thì mọi người ăn ở nhà hàng cạnh bờ biển. Và thường các nhà hàng ở đây thì sẽ ở bờ biển hết. Và bữa tối hôm nay rất là ngon với rất nhiều hải sản. Và đây chính là mẹ mình. Mẹ mình đang check in. Sau đấy thì mình với mái tóc bất ổn của mình đi chợ ở Cô Tô. Và mình uống nước dừa. Thế thôi, xong mình đi về đi ngủ. Hôm nay ngày thứ 3 rồi và mình đang trên đường để trở về nhà. Và ngày hôm nay trời rất là đẹp và mái tóc của mình nó cũng hết bất ổn rồi các bạn ạ. Mỗi lần đi xe điện mình cảm thấy rất là chill. Và bây giờ thì mình đang ngồi ở cuối xe. Mẹ mình đang mặc áo vàng và bố mình thì đang ngồi bên cạnh ấy. What's it like inside your mind, my dear? Trưa nay thì mọi người dừng lại ở nhà hàng này và ăn trưa tại bãi cháy. Cô Tô của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và mình rất là mong các bạn đã có những giây phút thoải mái khi xem video của mình. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo nha. Bye bye.